đâu có biết nhiều đâu, là tự Việt không biết, biết nói tiếng Việt thôi đúng không? Dạ thì đây tự giờ xúc động quá, nhớ con trai lắm không, mà không biết cách nào gặp không, chỉ có hình thôi đúng không? Dạ. Dạ. Dạ con chào bà. Con chào bà. Bà nghe con nói không? Bà có nghe con nói không? Trời ơi, không nghe. Quý bà cô chú thông cảm nha. Rồi thường ngày bà làm cái gì? Thường ngày bà làm cái gì? Cái lượm ve chai. Lượm ve chai, vậy là bà bị lãng tay hả? Cái lượm ve chai, cái giấy thùng giấy nó mới lấy cái lon rồi đây nó không có lấy. Dạ. Dạ. Mấy cửa hàng nó lại kêu cho bà biết thôi, lại tôi cho. Dạ, quý ông bà cô chú anh chị em thông cảm nha. Thì cái clip này em phải nói lớn lên nghe dấu hiệu là bà cụ này là đã bị lãng tai. Bà bị lãng tai hả? À. Bà bị lãng lỗ tai hả? Nặng lỗ tai không nghe gì hết. Nói lớn mới nghe phải không? À. Nói lớn lên mới nghe phải không? À. Nói lớn mới nghe. Dạ, vậy con xin phép bà con nói lớn luôn ha. Rồi bà năm nay được nhiêu tuổi? À? Bà năm nay nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Tôi hả? Dạ. Tuổi thân lớn á. Là bao nhiêu? Tám mấy rồi. Tám mấy được rồi. Bà bị con mắt mổ không thấy đường đi á. Dạ. Rồi quê bà ở đâu? Nhà đây nè. Nhà, ở đây có nhà luôn hả? Nhà chỗ cửa hàng có cái xe ba bánh đậu á. Dạ là nhà có bà. Mà không bệnh tôi chạy xe ba bánh tiền không á. Ờ. Có thằng con khùng khùng nó đâu có làm gì được. Ờ. Là bà có nhà đây luôn? Tôi đi làm ve chai, lượm ve chai trong cửa hàng cho bán cái phần cái lon bà. Dạ. Mua. Bà rồi, rồi nhà bà ở đây hay là bà ở nhà trọ? Hả? Bà có nhà ở đây hay là bà ở nhà trọ? Bà có nhà ở đây luôn hả? Ở nhà tôi đây nè. Dạ. Hẻm có cái xe bà bánh. Dạ. Chỗ bà bán nước mía đó, cái đường hẻm đó vô tới ngay vô cái tới à. Dạ. Bà Miên đâu chỉ nhà chúng tôi cái là bà chỉ dạ. Rồi bây giờ bà lụm ve chai thôi. Bà có nhà ở Sài Gòn này luôn hả? À. Nhà ở đây bà có nhà luôn. Tôi đi lụm ve chai có ngày đâu ở nhà. Dạ. Có cái thằng khùng khùng nó đâu mà biết ai đâu. Dạ. Rồi cấp nãy có con ở bên Mỹ á, nếu mà đi bỏ thằng khùng thì không được, con cái gì nó cũng cho chút đỉnh xài. Dạ. Rồi con, nó lễ sinh nó hoài. Dạ. Khi dễ con mình. Dạ. Nó lượm ve chai nhờ mấy cửa hàng cho thùng giấy á. Dạ. Chứ còn cái chai rồi này chứ nó có mua đâu. Dạ. Rồi anh là... mấy anh mấy chị nào đi ngang cái cho cơm ăn tối ngày khỏi mua, chiều cho sáng cho đi ngang cái kêu cho đi ngang cái kêu cho. Dạ. Rồi rồi con bà lâu không à? Lâu nay có gửi tiền gì cho bà không? À. Lâu nay con bà có gửi tiền gì cho bà không? Sao? Con bà bên nước ngoài có gửi tiền gì cho bà không? Cái gửi về xài chút đỉnh thôi chứ không lẽ nó gửi hoài. Dạ. Nó là con thằng trai, con trâu mình lại mình xin nó hoài. Dạ. Làm nó cho cho. Dạ. Con cho tôi cũng sống dài dài đi ngang cái chị em cho 50, 100, 200, 100. Có số nào cơm rằng 500. Dạ. Tự ta cho chứ không có, không có xin. Dạ. Đó như anh nói vậy lại anh nó kêu biết tôi đây trời chứ không, tôi không có xin. Dạ. Tự ta cho. Dạ. Là cái thùng giấy á, mấy cửa hàng kêu cho bà Miên ơi lại lấy thùng dạ. giấy. Dạ. Ôm không nổi sợ té. Dạ. Ta ôm tới nhà cho. Rồi, rồi con bà ở bên nước nào? Tôi có cái thằng khùng khùng nó đâu có mận gì. Dạ, rồi con bà ở bên nước nào? Nếu mà tôi đi con tôi ở nước ngoài á. Dạ. Bỏ nó tội nghiệp. Dạ. Đâu ai cho nó ăn. Dạ. Con của nó, anh đứa nó có chồng nó đi làm cho người ta tới ngày tối nó mới về. Dạ. Hai vợ chồng nó đi làm hết. Dạ. Khổ lắm chú ơi. Dạ. Rồi con bà ở bên nước ngoài là nước nào? Tôi có cái lỗ tai nó tiếc. Dạ. Bây giờ
kêu tôi mua cái đồ mà gắn tôi tiền đâu mua gì tiền ăn chứ. Sao không kêu con gỡ về, không kêu con trai gỡ về? Con bà bên nước ngoài ở nước nào? Kệ. Ý là có bà có bà đâu mà mẹ chừng nằm nó trời như cho chị chưa có xin mà mấy tháng nay có gửi tiền gì không? Chúng ta nói mẹ cái gì cũng xin hết. Dạ. Rồi mấy tháng nay có gửi tiền gì không? Hả? Mấy tháng nay con của bà có gửi tiền gì không? Có, cũng có gửi chứ có bên chị em bên vợ nó đó. Dạ. Nó cho tôi. Cho gửi lần nhiều không? Nó cho nhiều vài trăm mà. Vài trăm đô. Vài trăm. Vài đô tiền mình nó lấy 100, 200, 50. Rồi, vậy không cái đô đâu. Rồi con bà kè gửi tiền đô về bà là một lần mấy trăm đô? Không có gì đô đâu, gửi tiền mình ở đây thôi. Dạ, ý là gửi qua đây tiền Việt rồi con bà. Nói ngay cũng đỡ, để dành có bệnh hoạn thì ăn, còn cái gì thì ăn. Dạ. Đem với chai cho thằng dạ. Dạ. Rồi con bà ở nước nào? À. Con của bà ở nước nào? Trong nhà. Ý là con của bà bên nước ngoài là ở nước nào? Ở nước ngoài. Là ở nước nào? À, là nước nào? Bây giờ mà nó kêu đi với nó bỏ thằng này tuần đi. Dạ. Để nó nói dạ. Ai cho nó ăn. Dạ. Tội chết chẳng thật kệ nó ở nuôi nó đi. Dạ. Mình để nó nuôi nó. Ý là con của bà ở bên nước ngoài là nước Mỹ hay là nước Úc hay là nước nào? Nó cũng cho gửi. Ý là con của bà ở bên Mỹ hay là nước nào? À. Ở nước Mỹ hay nước nào? Ở bên Mỹ á. Con ở bên Mỹ hả? Dạ. Rồi chuyến này con quay bà là lên là khắp thế giới đều thấy á. Ý là nè, con quay cái này là lên là khắp thế giới đều thấy đó. Bà có sao không? Biết chữ Miên cho chữ Việt mà chẳng biết ai chữ được như không. Dạ ý là bà ở Campuchia hả? Tôi người Miên à. Dạ người Miên. Dạ. Thì bà cũng khó hiểu quá. Ý là con ghi hình bà gì có sao không? Ở bên Gạch Giá Hà Tiên. Tôi lên ở đây hồi mẫu thân gừng không đây nè. Dạ. Tôi có ông xã tôi á. Dạ. Bây giờ tôi là anh biết tôi là sung sướng không? Ông xã tôi đi ra làm thầy hay lắm. Dạ. Bởi vậy tôi ở tôi không có xin đó, xin sỏi hết trơn anh em nào trò nhiều trò. Dạ. Ý là con quay hình bà vậy nè. Ý là con quay bà vậy nè. Rồi bà có ngại không? Hôm nay xuất hiện trên thế giới luôn á. Ta nhìn thấy hết đó. Bà có ngại không? Bà có sợ gì không? Hả? Ý là con quay này nè. Con đăng lên mạng á. Bà có sợ gì không? Tôi không có nhớ gì hết trơn. Không có nhớ cái gì hết. Cái gì hết. Dạ ý là bà có. Tiếng Miên thì tôi biết. Dạ ý là bà có ngại gì không? Hả? Ý là con đăng lên mạng á. Con hỏi bà trước. Cái này là con đăng lên YouTube á. Bà. Dạ. Tôi có xin sổ nó chừng dạ. Nào cho cái bên vợ nó ở đây nó cho lần 200, 300 xài nó nhắn rồi đến cho dạ. Bên vợ nó đó bà chị em bên vợ nó ở đây nè dạ. Nó cho tiền hoài tôi đem gạo lại cho ăn dạ. Đem tới nhà cho tôi có xin con nào cho dạ. Gây rồi con của bà ở bên bển á là biết ở đây người ta cho bà không? Con thôi hả? Dạ. Cho cái nó không có lợi. Sao bên vợ nó đó nhắn bên vợ nó đem cho tôi 200-300 xài vậy bữa cho 200-300. 200-300 ngàn ha. Để dành mua thuốc đồ uống rồi mua thuốc cho thằng kia uống nữa cái thằng bệnh đó. Tôi đâu có đi bỏ nó được từ nghiệp đó. Rồi đủ không? Mình để nó bỏ nó sao được. Rồi đủ không? Rồi, bà với anh đó ở nhà sống đủ không? Ở nhà có bữa còn ở chuồng nằm chồng ở đó. Dạ. Con cái mày đi đâu đi muốn nằm đâu nằm à. Dạ. Bây giờ vô lặng đem cơm cho nó ăn là ta cho bình à. Dạ. Ý là con quay gì bà có ngại không? Ý là con quay cái này đăng lên mạng á, nhiều khi con bảo ngoài nước ngoài thì thấy nữa. Bà có ngại không? Không. Không phải không? Ý là con quay cái này vô tình con bà thấy bà ngồi ở đây nữa đó.
Sao tôi ở đây đem đồ lại cho không, hả? Không phải, ý là con nói con quay cái này lên á, là nhiều khi con của bà thấy bà nữa đó. À. Dạ thấy bà xuất hiện lên YouTube á, rồi bà có ngại không? Không. Không ngại phải không? Dạ. Thì nó biết gì, có bữa nó muốn ở chuồng tổng tổng. Dạ. Dây bỏ nó không đành. Dạ. Nhờ bên vợ bên thằng con của tôi đó. Bên vợ nó ở đây nè. Đâu đâu cái nó cho 200, 300, có người giàu cho tới 500. Dạ. Được lắm. Ý là chưa. Tôi không có nó không có lại đây được. Dạ. Bên vợ nó ở đây nè. Dạ. Nó cho hoài à. Vài hôm cái đem gạo lại cho 1 chục ký. 5-10 bữa nửa tháng cái đem lại cho 1 chục ký, đứa này cho đứa kia cho tới 5-3 đứa là ở đây. Bên con rồi bên vợ nó đó. Dạ. Nói bác đừng có đi mua để tôi cho ăn. Rồi lâu không lâu lâu chưa ảnh có về thăm bà chưa? Hả? Lâu rồi ảnh có về thăm bà không? Không, nó không có gì. Từ bao nhiêu năm rồi không về thăm bà? Thằng con đó ha. Bơ cờ con bên nước ngoài á. Thằng ở nước ngoài không có lợi. Có bên vợ. Ý là từ lúc đi tới giờ là đi bao nhiêu năm rồi? Con của bà đi nước ngoài bao nhiêu năm rồi? Lâu lắm rồi, nó lại có anh lận hả? Ý là đi từ lúc mà đi nước ngoài tới giờ có lại về thăm bà không? Về thăm bà, con trai của bà có về thăm bà không? Thằng trai tôi ha. Dạ. Không có lên thăm mà nó điện thoại lên cho bên vợ nó ở đây đó. Lên nói à, nói với bà già đem đồ cho bà già dùng cho tôi đi. Ờ chứ chưa có về thăm mà lần nào đúng không? Tôi không có lên được. Ý là con bà nói là nó không có về được đúng không? Rồi. Cho bên vợ nó ở đây kêu nhắn bên vợ nó đem lại cho. Dạ. Bây giờ nè. Bây giờ thay lời muốn nói nè. Bà có nói gì với con bà bên nước ngoài không? Bà nói ở đây là con bà nghe được á. À. Bà có cái lời gì mà nói với con bà bên nước ngoài không? À. À, rồi bà nói đi. Bà có cái lời. Tôi không có biết nói sao. Dạ. Ý. Kể chừng nào nó lại. Ý là bà có nhớ con có bà không? Bên vợ nó ở đây em muốn có gì bên nó nói gì dạ. Với tôi bên vợ nó lên đây nói với tôi. Dạ. Ý là bà có nhắn nhủ gì với con bà không? Tụi nó mày gửi cho con tao nói chuyện với tao vậy tao đi gửi cho trai có cái thằng anh nó khủng. Dạ. Có bỏ nó được. Dạ. Thôi tao đi về bển ở với anh mày đến rồi tao đâu có ở đây làm chi. Dạ. Đó vậy à, nói ngay bên vợ nó đó, bên vợ của thằng con tôi lâu lâu cái anh đem 1 chục ký gạo, đứa này cho đứa kia cho 4 đứa lận. Dạ. Cho tiền có khi có thằng kia giàu lắm cho lần 500. Dạ. Cho vậy à. Dạ. Mà có hỏi bà nè, con bà biết ở đây bà lụm dây chai không? Con bà bên nước ngoài á biết ở đây bà lụm dây chai không? Ở nước ngoài á. Ý là con bà ở bên nước ngoài á biết bà ở đây có lụm dây chai không? Biết không? Mấy bên vợ nó có nói á. Có nói mà ảnh có nói gì không? Có nói. Ảnh nói sao? Nói bà già con thằng anh ở nhà khùng. Bà đi lượm về cho nó ăn. Dạ. Chứ đâu có còn ở đây cho cái bà giấu để dành gửi bệnh hoạn bà tấm thân bà. Dạ. Đỡ lắm chú ơi. Dạ. Tôi đi theo bà mà bây giờ nè, con bà cái anh mà đi nước ngoài đó là anh đó là thứ hai hả? Anh đó là thứ hai đúng không? Cái anh bên đi nước bà được mấy người con? Có anh thằng đó thôi. Ủa rồi thằng đó với anh khùng đó là hai người mà. Thằng đó với con thằng ở nhà đây khùng á. Ờ là hai người, một người bên nước ngoài với người bên đây. Thành ra nó gửi cho ăn đó. Dạ. Ý là bà được hai người con. Có thằng đó thôi với thằng đó là hai đứa. Thì hai đứa thì một người bên nước ngoài. Cái thằng đi nước ngoài với thằng ở nhà. Dạ. Này. Rồi con hỏi thiệt bà nè, bà có nhớ con không? À. Bà có nhớ cái anh mà ở bên nước ngoài không? Nhờ ông xã tôi hồi đó ông làm thầy hay lắm. Bởi vậy đồ của ổng tôi để lại tôi xài đi. Dạ. Tới đâu anh em cho tôi tới đó. Dạ. Mà ý là con nói nè, bà có nhớ anh ở bên nước ngoài không? Nhớ chứ mà. Vì sao hả? Có cái hình đó ở nhà anh chị em nó bên á. Ừ mà sao sao hình nó để bự vậy. Ý là bà nhớ ảnh đúng không, mà bà chỉ nhìn được hình thôi đúng không, chứ đâu có thấy ảnh về đâu. Ảnh đi lâu rồi. Ảnh đi từ cấp giờ bao nhiêu năm mà ảnh chưa về? Đi được bao nhiêu?
không có gì à. Lâu lâu là cỡ bao nhiêu năm? Vợ nó bung về cái gì nó viết giấy viết tờ nó dạ. Bên nó bên nó lại dạ nó, ý là viết giấy tờ này kia. Bây giờ nè con hỏi bà nè, bà có nhắn nhủ về không, bà cứ nhắn nhủ rằng cho con bà về không à. Bà nhắn nhủ bà nói mẹ nhớ con ở bên nước ngoài về thăm mẹ. Dạ ý là con hỏi bà đi, giờ bà nhớ con sẵn thông qua cái video này nè, nhiều khi ảnh có coi được sao thì bà nhắn gửi ảnh là kêu ảnh về thăm bà còn sống được bao lâu nữa đâu. Dạ nghĩ nói chuyện vậy nói gì không rồi. Đây bà ơi, đây từ giờ con cũng ấy mà thấy bà, trời ơi bà tám, bà 80 mấy hả bà? 80 mấy hả bà ơi? Bà dạ đứng dạ không có kẹt thương thương sướng không vậy là xác nhận là lâu lắm rồi con bên lên đi bên nước ngoài không có về thăm bà luôn. Nó không có về. Rồi bà. Gửi cho tôi mà đâu có biết tiếng Việt đâu, chữ Việt tôi đâu có biết đâu. Đâu có biết nhiều đâu, à, chữ Việt không biết, biết nói tiếng Việt thôi đúng không? À. Dạ, thì đây, từ giờ xúc động quá nhớ con trai lắm không? Mà không biết cách nào gặp không? Chỉ có hình thôi đúng không? Dạ, thì đây bà ơi, bà, đây là phần quà của cô bên tiểu bang Florida và chị Yến, không? À, dạ chị Yến ở bên Mỹ á, gửi tới bà 200 ngàn nè. Trời ơi gửi dạ. Năm mưa với bà Phật cho chú đi đâu làm ăn cho lạc bà. Dạ. Công bà độ hộ. Vậy dạ bà. Đó. Dạ giái cầu mong cái clip này anh đó nghe. Bà. Bây giờ anh đi làm đâu được có ăn lạnh cũng cho tôi ăn đi. Dạ bà ơi, bà. Bà ơi. Bà dạ. Dạ. Giái cái clip này anh đó coi được rồi về thăm bà ha, bà nhớ anh lắm đúng không? À. Dạ. Dạ đúng không bà cô chú, thì bà cũng tình cờ luôn. Bữa nay qua Bình Thạnh lắm. Thì gặp bà cụ này lụm cho trai. Mà bất kể thì không biết có đúng sự thật gì không, nhưng mà cũng thấy thấy tội quá không bà cô chú. Thì nay con cũng xin phép cô bên tiểu bang Florida chị Yến gửi cho bà 200 ngàn. Để bà có tiền để bà lo cho một cái người con của bà là bị tâm thần ở nhà. Còn theo bà kể nữa là có bà cũng có một người con ở bên nước ngoài, nhưng mà lâu lắm rồi từ cấp giờ đi giờ không có về thăm bà. Có cũng lâu lâu cũng có gửi gạo và gửi tiền về thông qua là bên nhà vợ thôi, chứ anh đó không có về thăm. Thì mình không biết có sự sao, mình thấy bà thì thấy cũng quá già rồi. Thì thôi tôi xin phép cô với chị gửi bà 200. Dạ cảm ơn cô chị, chúc cô chị luôn dồi dào sức khỏe làm ăn phát tài. Dạ cảm ơn tất cả các bà cô chú đã dành thời gian để xem video của kênh Cho Niềm Vui. Thấy hay ý nghĩa nhớ đăng ký ủng hộ.